TikTok là cứ bất thiên là bao đường tập áp nó cứ mèo rắm theo vò các bạn đến đấy. À phần mình vậy nó cứ gì chữ tu tơ mỏng cho mình đang content là sọc kê vì thọt về chúng bây giờ nó cứ vò mỏng. Chẳng ngày nay cứ dùng mà nó coach for men bằng sự mệt thua cao bà bà. Uff, lật gọp. Anh ấy cua từ lúc ấy anh ấy bởi thế vì ác ca thay đá vì khổ mà rồi rồi whatever chứ bữa nay test the box cứ dương mình stock tiệt túi mà rồi mở cứ đầm lại với trăm tay sai sầm buồn là tại bọn nó sai sầm buồn là tại bọn nó test the box mình so mình ấy cầm nó chấm thang mình ấy những sai sầm buồn thì các bạn tập up coach bên em brand coach cứ phải là bơi mùa đại chẳng về còn TikTok nó cứ bị gì dương khơi miền tha lời nó cứ design nó cứ một việt nam bộ bọc hàng bỏ té cứ lên này là cái này lời từ nó đi promote niche promote ấy nè tam bất bơ mẹ phần mềm dụng bao tôi một lọc xa tổ áp chớn cứ design nó cứ bộ phép bộ design nó bị ra bộ Versace bộ Dior bộ Jean Paul bộ ấy nó cứ vi thử mà được tu tơ chiều như vậy chứ bộ phép niche nó to nè đài bị thay cái phở designer nó trong tới vì sự điều như tới bản cái tới bộ nào về hấp bộ nó cứ lăn với ai hiện khang khang được đất được cổ chơi máu bởi ai phần mềm tốt cứ I never like use a niche ấy nữa niche bây giờ phở PDM phở baccarat được cổ crit ấy nè giờ chẳng bị hiện vỏ hay khơi chơi game bộ một bộ phép bộ SpongeBob rồi có WhatsApp ấy nè tao làm bài ban cùng shop TikTok shop ấy kia nữa nhìn chứ giống vào là hoặc là mình tên giống qua miền bắc lá dương thử mơ đấy hay không phải là tao recommend cho nè bởi dương start out cứ phở bộ designer cứ lò anh chị chẳng mong bên này đã có phở tao up có lẽ tao up chờ nó có chỉ vô rồi hay anh phải recommend nó tên đọc tên sản tử nè chạm máu cứ ăn phần này nón dương này nón cứ dương đắng bụi dương tè chở nó dương đắng thang đại nè na tôi thở khi lần na du lịch mình chẳng nhớ là trong bán chai một phê